Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị một chiếc xe mà bên em cũng mới về. Đây là chiếc Ford Explorer. Chiếc này thì được sản xuất năm 2017 và đăng ký vào tháng 8 năm 2018 nha quý anh chị. Một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Xe này thì có ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen. Xe này thì em mới lấy về, còn giữ rất là mới. Xe này thì có cùng phân khúc với cả chiếc Toyota Prado nhá quý anh chị nhá. Xe này thì rất là mới, em mua về mà thật sự chủ xe đi cực kỳ là giữ gìn. Thì phần đầu anh chị có thể thấy thì xe thì sẽ được trang bị những tính năng cực kỳ là an toàn. Ví dụ như là có 6 cảm biến đầu này. Xe này thì phiên bản 7 chỗ ngồi, ngồi thì cực kỳ là rộng rãi. Tí em sẽ quay vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe. Thì cụm đèn pha thì anh chị vừa thấy thì cụm đèn pha này còn giữ rất là mới nhá. Bóng đèn thì halogen này, còn tất cả đèn định vị ban ngày thì đèn nét hết nhá quý anh chị nhá. Xe có nội thất là màu trắng, nhìn là cực kỳ là đẹp. Xe này thì cùng phân khúc với Prado. Riêng nói về các chức năng an toàn, mấy cả đánh lái thì xe này sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Còn chiếc Prado thì nó sẽ có ưu điểm riêng, nó sẽ bền bỉ. Đây, phần thân xe thì anh chị có thể thấy đi. Phần mâm xe, xe thì sử dụng bộ mâm 20 inch lốp Michelin quý anh chị nhé. Mâm xe này sơn vẫn còn rất là đẹp, rất là sáng và bóng nhá. Xe này từ phần nước sơn đến phần bên trong khoang nội thất còn giữ nguyên bản hết theo xe. Thì phần thân vỏ của chiếc xe này anh chị có thể thấy thì đường gân trên xe này còn cực kỳ là thẳng, sơn zin toàn bộ nhá. Riêng về nói về dòng Explorer thì cửa đóng thì cực kỳ là chắc lịch. Bộ la răng, tất cả 4 quả la răng vẫn còn nguyên bản hết nhá quý anh chị nhá, còn giữ độ sơn và độ bóng. Xe này thì sử dụng động cơ 2.3 lít EcoBoost nhá. Tiết kiệm nhiên liệu. Thì phần cốp thì sẽ được trang bị cốp điện với đá cốp. Đây, em quay vào bên trong khoang cốp cho quý anh chị xem. Xe này thì sẽ được trang bị 7 chỗ ngồi. Ngồi thì cực kỳ rộng rãi. Ghế hàng ghế thứ 3 thì sẽ được chỉnh điện nhá quý anh chị nhá. Đó. Hàng ghế thứ 3 thì rất là mới rồi. Ít khi có người ngồi ở đằng sau. Xe thì quá là mới. Nút cửa bấm thông minh nhá. Có cảnh báo vượt trên gương này. Ghế dao nguyên bản nhá quý anh chị nhá, nội thất là màu đen. Ghế sẽ được chỉnh điện này và nút massage. Trên táp ly cửa từ phần da đến phần gỗ này, phần mạ chrome còn giữ rất là mới. Xe thì sẽ được trang bị nhớ 3 vị trí nhá anh chị nhá. Xe này thì hiện tại thì số km của chiếc xe thì đang chạy là 6,5 vạn km, tức là 65.000 km nhá quý anh chị nhá. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe còn giữ toàn bộ nguyên bản hết theo xe. Phần táp ly này ra còn giữ rất là mới, phần gỗ, phần
mạ Chrome. Xe thì sẽ được trang bị điều hòa 3 vùng độc lập và 12 loa Sony, nghe cực kỳ hay. Cam núi nhá, siêu nét. Thật sự thì đây là một chiếc xe quá nhiều công nghệ. Xe thì sẽ được trang bị ở chế độ lái này, sự quá là mới. Từ phần vô lăng ra chưa có một vết nhăn nhá quý chị nhá. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Xe thì sẽ được trang bị ở cửa sổ trời nhé, cho hàng ghế thứ trước này, hàng ghế trước mới hàng ghế sau. Đây hàng ghế thứ hai của xe Explorer này, ghế da, độ form ghế còn giữ rất là mới. Thật sự thì lâu lắm rồi em mới tìm được một chiếc Explorer này còn mới như thế này. Tất cả từ màn hình vẫn còn nguyên bản nhá, em vẫn còn giữ hai cái tai nghe này, cái điều khiển nhá. Thật sự chủ xe đi quá là giữ gìn. Điều hòa 3 vùng độc lập, sẽ có cổng sạc USB và cổng sạc 230V. Quý chị nhá, điều hòa 3 vùng độc lập luôn. Từ phần xa này đến phần táp ni cửa, bốn cánh cửa đều mới như nhau. Thật sự là xe quá là mới. Em sẽ quay vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe nhé. Ôi. Phần ốc các bạn nhé, ốc của chúng rất là mới nhé quý anh chị nhé, có cam không ạ? Thì sau đây em xin tổng kết lại, thì hiện tại thì bên em đang có chiếc Ford Explorer. Chiếc này thì được sản xuất năm 2017 và đăng ký vào tháng 8 năm 2018 nhé quý anh chị nhé. Thì xe này thì tình trạng thì đang chạy được số km là 6,5 vạn km, tức là 65.000 km. Hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 660 triệu. Giá này bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ trả góp tối đa nhé, 70% giá trị xe. Thì mọi thông tin chi tiết của chiếc xe này anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc đến trực tiếp tại showroom của em nhé, ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc đến uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video em xin anh chị một nút like này, một nút subscribe, một nút ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.